Meta có nghĩa là chết trong tiếng Thái, Facebook bị chế giễu vì tên mới. Mỹ, Đức, Pháp và Anh kêu gọi Iran hành động thiện chí về thỏa thuận hạt nhân. Cựu đại sứ Áo bị nghi tuồn tài liệu mật cho Nga. Mỹ thất vọng vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đến COP26 và G20. Hoa Kỳ sắp đảo ngược chính sách thuế với châu Âu dưới thời của ông Trump. Không phải ông Tập mà thế lực khác muốn chiến tranh xảy ra ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc vi phạm quy định phòng chống COVID-19 có thể bị tử hình. Dịch bệnh Trung Quốc, trẻ em 1 tuổi làm xét nghiệm 74 lần, người dân Thủy Lệ, Vân Nam suy sụp. Video lan tỏa về hồ nước có hiện tượng hiếm thấy ở Trung Quốc. Kính chào quý vị, mời quý vị có thể đăng ký email để nhận các thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Daily News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Daily News trên mạng xã hội Substack, nơi chúng tôi sẽ cho đăng những nội dung không có trên YouTube. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của tin thế giới sáng vào ngày 31 tháng 10 của Daily TV. Quý vị, tên mới của Facebook, công ty truyền thông xã hội lớn nhất thế giới, được đổi thành Meta và người dùng mạng Israel đã đang chế giễu điều này, theo CNN vào ngày 30 tháng 10, theo giờ của địa phương. Điều này là do Meta có cách phát âm tương tự với từ chết trong tiếng Do Thái. Người dùng mạng xã hội ở Israel cũng như là các quốc gia khác đang chế nhạo việc đổi tên thương hiệu của Facebook bằng cách sử dụng hashtag Facebook Dear, có nghĩa là Facebook chết. Tiến sĩ Nirit Weybrat, người nghiên cứu về báo chí và quan hệ công chúng công nghệ thông tin, đã thuyết rằng Meta có nghĩa là chết trong tiếng Do Thái, cộng đồng sẽ chế nhạo cái tên này trong nhiều năm tới. Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã thông báo vào ngày 28 rằng ông sẽ đổi tên công ty thành Meta và mở rộng trung tâm kinh doanh thành Metaverse, dùng để chỉ một thế giới ảo 3 chiều kết hợp với thế giới thực. Trước đây đã có trường hợp tên của thương hiệu một công ty đã được đổi sang một nghĩa không chính xác ở nước ngoài và đã gây ra sự cố. Vào năm 2019, người mẫu Mỹ Kim Kardashian đã phải đối mặt với chỉ trích vì đã ăn cắp văn hóa sau khi tung ra nhãn hiệu đồ lót hiệu chỉnh kimono của riêng cô. Được biết, Kardashian thậm chí còn đăng ký nhãn hiệu cho kimono. Vào thời điểm đó, thị trưởng thành phố Kyoto, Nhật Bản đã đăng một bức thư ngỏ trên Facebook nói rằng: "Tôi nghĩ tên của kimono, trang phục truyền thống của Nhật Bản, là một tài sản được chia sẻ bởi tất cả nhân loại yêu kimono và văn hóa của nó." Cuối cùng, Kardashian đã phải đổi tên thương hiệu thành Skim. Vào đầu những năm 2000, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan đã tung ra một chiếc xe nhỏ gọn, Mogo, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là linh hồn ma quỷ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Anh vào hôm thứ Bảy đã thúc giục Iran nói lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015 để tránh leo thang nguy hiểm. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cho biết trong một tuyên bố chung rằng điều này sẽ chỉ khả thi nếu Iran thay đổi đường lối. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Ebrahim Raisi nắm bắt cơ hội này và trở lại với nỗ lực thiện chí để kết thúc các cuộc đàm phán. Đây là một vấn đề cấp bách. Đó là một cách chắc chắn duy nhất để tránh leo thang nguy hiểm. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà hết sức quan ngại trước hoạt động làm giàu uranium của Iran. Một nhà ngoại giao EU đã cho biết gợi ý về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt như là một động lực để Iran nói lại các cuộc đàm phán là rất rõ ràng. Đồng thời đã nói thêm rằng các cường quốc phương Tây tuy nhiên nên sẵn sàng nếu Iran tiếp tục các chính sách của mình, nhưng vẫn chưa quyết định xem họ nên phản ứng vào thời điểm nào. Theo quan chức cấp cao của Iran, các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới nhằm để cứu vãn thỏa thuận đã bắt đầu từ tháng 4. Sẽ dự kiến nối lại vào cuối tháng 11. Thưa quý vị, Johannes Peterlik, cựu đại sứ Áo tại Indonesia, đã bị cáo buộc tuồn tài liệu có công thức chất động thần kinh Novichok cho một điệp viên hai mang làm việc cho Áo và Nga. Bộ Ngoại giao Áo đã xác nhận với hãng thông tấn AFP việc đang tiến hành một thủ tục tư pháp chống lại cựu đại sứ Peterlik. Ông này bị thu giữ điện thoại và máy tính vào tháng 9, đến đầu tháng 10 vừa qua đã bị cách chức đại sứ tại Indonesia. Nhà chức trách Áo đã không cung cấp thêm chi tiết khi trả lời với AFP vào ngày 30 tháng 10. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, ông Peterlik bị nghi đã đưa tài liệu mật cho một mật vụ Áo bị cáo buộc làm việc cho Nga. Trích dẫn qua các tài liệu từ tòa án, hai báo The Press và The Standard của Áo đã cho biết, các nhà điều tra đã thu được đoạn video tay điệp viên hai mang đón nhận tài liệu năm 2018. Hai người này đã thường xuyên liên lạc với ông Peterlik. Theo The Press và The Standard, vào năm 2018,
tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW, đã gửi cho chính quyền Áo một số tài liệu mật. Ông Peterlik, người giữ chức tổng thư ký tại Bộ Ngoại giao Áo từ năm 2018 đến năm 2020, đã yêu cầu tham khảo các tài liệu này. Số tài liệu được cho là có thông tin về công thức của chất độc thần kinh Novichok và vụ đầu độc của cựu điệp viên Hai Mang người Nga Sergei Skripal vào tháng 3 năm 2018 tại Salisbury của Anh. Sự việc đã được phát hiện sau một cuộc điều tra gian lận lớn tại công ty tài chính Wirecard của Đức. Jan Marschalek, cựu giám đốc điều hành của Wirecard và là người Áo, được cho là đã cố gắng gây ấn tượng với các đối tác kinh doanh bằng cách là cho họ xem các tài liệu có chứa công thức Novichok. Marschalek cũng bị nghi có được các tài liệu điều tra nội bộ của OPCW về đầu độc tại Salisbury. Chính quyền Anh đã khẳng định các đặc vụ liên bang Nga đứng sau vụ việc, một cáo buộc mà Moscow đã một mực phủ nhận. Novichok là một chất độc thần kinh nguy hiểm được phát triển dưới thời của Liên Xô cũ. AFP đã bình luận vụ việc lần này có nguy cơ ảnh hưởng đến hình ảnh của Áo trong Liên minh châu Âu. Vào hồi tháng 6 năm ngoái, một cựu sĩ quan của đội Áo đã bị tuyên 3 năm tù sau khi bị kết tội làm gián điệp cho Moscow. Thưa quý vị, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào ngày 30 tháng 10 đã bày tỏ sự thất vọng trước việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không dự hai hội nghị toàn cầu quan trọng sắp diễn ra ở châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, hội nghị G20 sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Roma, Ý. Và hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, hội nghị COP26 sẽ khai mạc tại Scotland vào ngày 31 tháng 10. Ông Sullivan đã phát biểu rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lựa chọn không tham dự trực tiếp những hội nghị đó. Ông ấy chọn cách không gặp bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong năm 2021. Đó tất nhiên là lựa chọn của ông ấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng G20 và COP26 thực sự là cơ hội để gặp và trao đổi trực tiếp với ông Tập. Nhà lãnh đạo Trung Quốc và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều không trực tiếp dự hai sự kiện này với lý do là đại dịch COVID-19. Ông Sullivan đã nói rằng Mỹ có thể sẽ trao đổi với Trung Quốc và Nga thông qua những kênh khác nhau. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã cho biết Tòa Bạch Ốc vẫn muốn tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuối năm nay bằng bất kỳ hình thức nào. Ông Sullivan đã nói, nếu không thể gặp trực tiếp vì những hạn chế đi lại của ông Tập, thì một cuộc gặp trực tuyến sẽ là lựa chọn tiếp theo. Trong kỷ nguyên cạnh tranh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, ngoại giao tích cực ở cấp cao nhất và ngoại giao cấp lãnh đạo là điều quan trọng để quản lý hiệu quả quan hệ. Sourav Gupta, chuyên gia công tác tại Viện Nghiên cứu Trung Mỹ ở Washington đã cho rằng, COVID-19 có thể giải thích quyết định của ông Tập, nhưng ngoài ra có thể còn có nhiều yếu tố khác. Nhà nghiên cứu này cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không muốn ngồi xuống với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi quan hệ hai nước được cải thiện, hoặc là tệ hơn là tham gia một cuộc họp với khí hậu để chỉ thấy Mỹ đưa ra một giới hạn tuyệt đối khắc nghiệt. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sắp đạt được một thỏa thuận thương mại để bãi bỏ thuế quan đối với thép và nhôm. Thỏa thuận sẽ miễn thuế xuất khẩu cho Hoa Kỳ và châu Âu hơn 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Bloomberg đã dẫn lời của những người quen thuộc với vấn đề này vào ngày 30 tháng 10 đã tiết lộ rằng các nhà đàm phán của Mỹ và châu Âu đang chuẩn bị đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần này. Tranh chấp thương mại giữa Mỹ-Âu đã bắt đầu từ năm 2018. Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump lúc bấy giờ đã viện dẫn Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại vào năm 1962 đã áp đặt mức thuế là 25% đối với thép và mức thuế 10% đối với nhôm nhập khẩu từ Liên minh châu Âu và Trung Quốc và coi những kim loại này như là một mối đe dọa an ninh quốc gia. Liên minh châu Âu sau đó đã đáp trả bằng cách là áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ, bao gồm xe máy Harley-Davidson, quần bò Levi Strauss và rượu whisky Poupon. Bloomberg đã từng dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này vào ngày 12 tháng 10 rằng Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất mới lên Liên minh châu Âu để giải quyết tranh chấp thuế quan thép thời của ông Trump. Trong đề xuất mới, Hoa Kỳ đã cung cấp các điều khoản hào phóng hơn cho các nước châu Âu để cho phép nhiều thép hơn vào Hoa Kỳ với mức thuế thấp hơn. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 10, CNN đã phát sóng một cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn. Bà Thanh Văn đã nói về các giá trị quan, rằng Đài Loan có 23 triệu người mỗi ngày đang nỗ lực bảo vệ nền dân chủ của họ và bảo đảm người dân chúng tôi có các quyền tự do mà họ nên có. Còn nói về ông Tập Cận Bình, bà đã nói, Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo quốc gia lớn, nhưng đáng tiếc là đất nước này không phải là một quốc gia dân chủ, ít nhất là không phải bây giờ.
Điều quan trọng là người lãnh đạo quốc gia lớn này muốn duy trì quan hệ như thế nào với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Có muốn duy trì quan hệ hòa bình với mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới hay không? Hay là họ muốn đóng vai trò chủ đạo, muốn người khác phải nghe theo? Bà Thanh Văn cũng đã nói về chính sách một quốc gia hai chế độ ở Hồng Kông. Bà đã nói Mỹ có chính sách một Trung Quốc của riêng họ, còn Trung Quốc có nguyên tắc một Trung Quốc. Nhưng chính sách một quốc gia hai chế độ thực hiện ở Hồng Kông không nói lên ý nghĩa nào cả. Người dân Đài Loan đã bày tỏ rõ rằng họ không chấp nhận chính sách một quốc gia hai chế độ như là một giải pháp để giải quyết vấn đề hai bờ eo biển. Tiếp theo, sự xác nhận khéo léo về việc quân đội Mỹ đã có mặt tại Đài Loan, phát biểu ở trên của bà Thanh Văn đã rất xuất sắc. Mỗi câu đều là điểm trúng tử huyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn trọng điểm này của CNN đã bị chặn trên các mạng ở Trung Quốc. Trên trang abuluwan.com đã chú ý tới bối cảnh Đài Loan đã trở thành chiến trường mới chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc của quốc tế. Còn trang dwnews.com thì đăng tải nhiều bài viết ép buộc của ông Tập Cận Bình nhanh chóng dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Một bài viết gần đây có tựa đề Washington nhiều lần đặt biển hiệu Đài Loan, trợ giúp Bắc Kinh, quyết tâm thống nhất hai bờ eo biển vào ngày 28 tháng 10 là nhằm vào sự cam kết vững chắc của Mỹ với Đài Loan trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN của ông Biden. Trang abuluwan.com đã nói rằng nếu ai trong giới chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn ông Tập Cận Bình nhanh chóng tấn công Đài Loan nhất thì đó có thể là băng nhóm của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Do đó, bè phái của Giang và Tăng tìm mọi cách để tạo ra dư luận. Hy vọng ông Tập Cận Bình có thể rơi vào bẫy và bắn phát súng đầu tiên cho việc thống nhất Đài Loan. Như thế có thể khiến cho người Mỹ và ông Tập Cận Bình phát sinh xung đột trực tiếp. Phe cánh của họ có thể liên thủ với những gà khổng lồ Phú Quốc, nội công ngoại kích, cùng nhau kéo ông Tập Cận Bình hạ đài. Mặc dù trên biểu hiện của ông Tập Cận Bình không ngừng khiêu khích Đài Loan, nhưng ông Tập đã không bắn phát súng đầu tiên. Tất nhiên là bản thân ông ấy biết rõ cuộc chơi mạo hiểm thật sự ngay tại Đại hội 20. Người bình luận Đài Loan, ông Lý Chính Hạo đã bình luận trong thời đại hướng về đồng tiền, bà Thanh Văn có thừa nhận quân đội Mỹ ở Đài Loan, nhưng cũng nói rõ là số quân đội Mỹ không nhiều như là mọi người nghĩ. Vốn đang duy trì chiến lược không rõ ràng. Tiếp sau đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính, tại Hội nghị lập pháp đã bày tỏ rằng không có quân đội Mỹ đóng quân. Điều này với không có quân đội Mỹ là hai khái niệm khác nhau. Cách làm của ông Khâu Quốc Chính và bà Thái Anh Văn đã duy trì được chiến lược không rõ ràng, khiến cho bên kia eo biển không có không gian để rút lui. Nhưng đồng thời đã tiết lộ một thông tin, rằng Đài Loan và Mỹ đang có sự hợp tác về quốc phòng. Điều này cũng đã cho thấy chính phủ Đài Loan đã vô tình khiêu khích thế cục ở eo biển Đài Loan. Có vẻ như là kẻ duy nhất muốn xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan là phe cánh của Giang Tăng. Họ đang chơi ván cờ sinh tử với ông Tập Cận Bình. Trong đại hội thứ 19, ông Tập Cận Bình đã hòa giải với Giang và Tăng vì quyền lợi của mình, tự cài cho mình một quả bom hàng giờ. Giờ đây thì nên làm thế nào để gỡ bom? Đó là khảo nghiệm lớn nhất của ông Tập Cận Bình trong đại hội 20 trước mắt. Thưa quý vị, gần đây chính quyền Trung Quốc đã thông qua kênh truyền thông nhà nước CCTV phát đi tín hiệu chống dịch hà khắc nhất tới người dân. Mức án cao nhất đối với người vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh có thể là bị tử hình. Điều này đã khiến cho ngoại giới chấn động. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cho biết vào ngày 29 tháng 10, nước này có 59 ca nhiễm cộng đồng, con số cao nhất trong ngày kể từ đầu đợt dịch này. Thành phố Hắc Hà ở tỉnh Hắc Long Giang đã chiếm nhiều nhất với 26 ca. Trước đó, thành phố này đã mới xuất hiện là 1 ca vào ngày 27 tháng 10 và 9 ca vào ngày 28 tháng 10. Số trường hợp COVID-19 ở Nội Mông vẫn tăng đều mọi ngày. Cụ thể, trong ngày hôm qua đã tăng 19 ca, chủ yếu vẫn ở Minh Ao Sa. Xếp sau tỉnh Cam Túc với 11 ca và Bắc Kinh là 2 ca, Ninh Hạ 1 ca. Từ ngày 17 đến ngày 29 tháng 10, theo thống kê từ trang web của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đợt dịch mới bùng phát có tổng cộng là 377 ca nhiễm cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hiện nay, chính quyền Trung Quốc đã phải đối mặt với áp lực khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh chỉ còn 100 ngày đếm ngược, dẫn đến chính sách phòng chống dịch bệnh của chính quyền này cũng đã liên tục nâng cấp. Gần đây có rất nhiều vùng dịch, đường phố và thành phố đã bị phong tỏa, sản xuất bị đình chỉ. Cảnh sát cũng đã không quên lập hồ sơ điều tra những người không nghe lời. Tuy nhiên, những thủ đoạn trừng phạt đã được nâng cấp. Đối với những người vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, mức án cao nhất có thể là bị tử hình. Theo tờ The Beijing News, mới đây, khi hai cha con có ông Sao lái xe qua trạm kiểm tra Hưng Long ở thị trấn Vĩnh Nhạc Điếm, quận Thông Châu, Bắc Kinh, để quay lại Bắc Kinh, vì cho rằng họ không đủ điều kiện vào thành phố và không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh, cảnh sát Thông Châu đã tạm giữ hành chính hai cha con của ông Sao. CCTV đã đưa tin về vụ việc vào ngày 27 tháng 10 và dẫn lời của quan chức Ủy ban Y tế và Sức khỏe Bắc Kinh nói rằng
Nếu người dân vi phạm các quy định liên quan đến dịch bệnh, sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Luật sư của văn phòng luật Trung Văn Bắc Kinh, ông Triệu Tông đã tuyên bố rằng, nếu cấu thành tội gây nguy hiểm cho an toàn công cộng với cách làm nguy hiểm, mức án cao nhất có thể là bị tử hình. Ông Đổng Quảng Bình, một cựu cảnh sát đại lục, nhà hoạt động dân chủ đã nói rằng, đây là tư duy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, muốn dùng cách này để uy hiếp người dân. Hiện nay, tất cả các nước trên thế giới đều phản đối án tử hình và cho rằng loại án này nên bị bãi bỏ. Theo RFA đã đưa tin, đằng sau các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thảm kịch nhân quyền. Ông Lưu, một công nhân Trung Quốc đã làm việc trong một dự án một vành đai một con đường ở Indonesia đã cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt, ngoan cố với chính sách Zero Covid. Đặc biệt là khi chỉ còn 100 ngày nữa là đến Thế vận hội Bắc Kinh năm 2022. Thời điểm cuối năm, rất nhiều người đã hết hạn hợp đồng nhưng lại bị nhốt trong khu công viên không thể ra ngoài, khiến cho tâm trạng vô cùng bế tắc. Nếu tiếng nói của tôi có thể được truyền ra bên ngoài, tôi cũng không ôm quá nhiều hy vọng bởi vì tôi biết chính phủ Trung Quốc là thế nào, ông Lưu đã nói. Ông đã nói rằng có hơn 200 lao động Trung Quốc tại Indonesia đã không thể về nước. Họ từng tổ chức gọi điện đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Indonesia thì nhận được câu trả lời là không quản việc này. Một công nhân của nhà máy Candery ở tỉnh Tây Sulawesi đã treo cổ tự tử, nghi là có liên quan đến việc ở quá hạn. Trước tuyên bố, mức án cao nhất có thể bị tử hình của CCTV, cư dân mạng đã để lại bình luận rằng mức án cao nhất là tử hình, thật sự không coi con người là người nữa. Mắc bệnh chưa chắc đã chết, nhưng lại bị chính quyền tuyên bố án tử hình nếu vi phạm biện pháp phòng chống dịch, thật sự quá tàn nhẫn. Thưa quý vị, thành phố biên giới Thủy Lệ ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã phải đóng cửa gần 6 tháng nay để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Và tình cảnh của người dân địa phương gần đây rất khó khăn. Cả khi muốn rời khỏi Thủy Lệ, họ vẫn phải xếp hàng dài chờ được chấp thuận. Theo China News, cựu phó thị trưởng Thủy Lệ, Đới Vinh Lý đã đăng bài viết Thủy Lệ cần tình yêu thương của Tổ quốc trên WeChat vào ngày 28 tháng 10. Còn với việc đã có người dân địa phương để lại tin nhắn trên Internet, nhưng nội dung đã bị xóa, gây xôn xao dư luận gần đây khi mọi người đã lo ngại về những khó khăn sinh kế do việc phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt ở Thủy Lệ. Tin tức thời sự ở Đài Loan vào hôm qua đã dẫn lời của một thương gia buôn ngọc bích ở Thủy Lệ cho biết, việc kinh doanh của anh đã bị đình trệ do dịch bệnh và cậu con trai 1 tuổi của anh đã phải làm xét nghiệm axit nucleic 74 lần, trung bình 2 ngày một lần. Đứa con còn lại của anh hiện vẫn đang học mẫu giáo đã phải nghỉ học từ tháng 6 năm nay vì dịch bệnh. Anh đã cho biết việc kiểm soát dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến nhà hàng địa phương và các ngành công nghiệp khác và khoản tiết kiệm của anh sẽ không duy trì được lâu. Việc kiểm soát đóng cửa kéo dài là quá sức chịu đựng của mọi người. Anh cho biết anh muốn đưa gia đình của mình rời khỏi Thủy Lệ, nhưng mỗi quận chỉ có 2 chỉ tiêu rời khỏi Thủy Lệ. Theo như anh biết thì hàng chờ tới lượt của mọi người là rất đông. Bài viết đã được cựu phó thị trưởng Thủy Lệ, Đới Vinh Lý đã đăng vào ngày 28 tháng 10, đã nói rằng Thủy Lệ từng là một thành phố xinh đẹp, nhưng giờ đây thì nó đã trở thành một thành phố đáng sợ đối với tính mạng của những người sống trong đó. Người dân đã cạn kiệt những gì họ cần để duy trì cuộc sống của họ trong hết thử thách này đến thử thách khác. Và một trận đại dịch khác ập đến, người dân thành phố này một lần nữa cuối cùng trở thành những người bất lực đón nhận một cuộc sống thụ động. Ông nói, việc đóng cửa lâu dài của thành phố đã tạo thành một ngõ cụt cho sự phát triển của thành phố. Chính phủ nên xem xét các bài học kinh nghiệm và xem xét một kế hoạch xử lý toàn diện, có tính đến tất cả các khía cạnh của bức tranh lớn về sinh kế của địa phương. Với bài viết của ông Đới, một số người dân Thủy Lệ đã để lại lời nhắn cảm ơn vì tiếng nói của họ. Những người khác đã nói, ngôi nhà của chúng tôi đã đóng cửa sau 6 tháng và không có thu nhập kinh tế nào. Tuy nhiên, ngay sau khi bài báo gây lo ngại rộng rãi, Phó Bí thư hiện tại của Ủy ban thành phố Thủy Lệ đã nói rằng, quan điểm của ông Đới chỉ là đại diện cho cá nhân chứ không phải là tổ chức, và nói rằng nội dung bài viết sử dụng một số thông tin từ 4 hoặc là 5 năm trước. Ông này cho rằng Thủy Lệ bây giờ không cần hỗ trợ. Thưa quý vị, một vài đoạn video quay cảnh những đợt sóng nước cuồn cuộn và xoáy nước khác thường cùng với tiếng gầm hiếm thấy ở Hồ Thiên Trì trên núi Trường Bạch Trung Quốc đang lan tỏa gần đây trên mạng xã hội. Vào ngày 28 tháng 10, cư dân mạng đã rộ lên thông tin rằng Hồ Thiên Trì trên đỉnh núi Trường Bạch lẽ ra mọi năm đều tĩnh lặng và đóng băng khi sắp bước vào mùa đông. Nhưng năm nay thì lại rất khác thường với những đợt sóng quay cuồng và tiếng gầm gừ hiếm thấy khiến cho nhiều người lo lắng. Thậm chí là đã có người có chút liên tưởng và đặt câu hỏi rằng, sắp xuất hiện đại sự gì đây?
Người Hoa ở trong và ngoài nước Trung Quốc rất nhạy cảm với những hiện tượng tự nhiên bất thường mà họ gọi là dị tượng. Bởi vì trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, các dị tượng là sự phản ánh của quan hệ thiên nhân hợp nhất. Thiên nhiên sẽ có những điểm báo trước những tai họa trong xã hội con người. Thiên Trì là hồ miệng núi lửa trên đỉnh Trường Bạch, là hồ sâu nhất ở Trung Quốc. Chiều cao và diện tích mặt nước của nó vượt xa hồ Thiên Trì trên dãy Thiên Sơn ở Tân Cương và là nguồn của sông Tùng Hoa, sông Đồ Môn và sông Áp Lục. Kính thưa quý vị, một tin thế giới sáng của Đài NTV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.